Xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái chủ đề liên quan đến vấn đề hàng ống. Thì đây là cái ống đồng của cái máy lạnh bữa hổm mình có làm để cho bạn chơi xem chơi cái mô hình. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ giả lập một cái trường hợp là chúng ta đi đi lắp máy lạnh, nhưng mà gặp cái trường hợp đó là cái ống đồng này nó không có đủ dài, có nghĩa là nó ngắn so với cái chiều dài của cái đường ống mà chúng ta cần. Thì để mà dắp nó vô thì chúng ta cần cái gì? Cần phải hàn cái đường ống lại bằng cách là chắp nối thêm, cắt ra để nối thêm cái đoạn ống khác nữa cho nó dài ra hơn, để cho chúng ta làm có thể đủ cái chiều dài mà mình mong muốn ha. Thì khi mà thực hiện cái vấn đề hàn này, quý vị biết á, thì chúng ta trước tiên là cần phải có cái bộ máy hàn mini. Đây, bộ máy hàn mini ha. Ở đây có cái đầu hàn hay gọi bét hàn, ở đây bình ga, bên đây là bình gió, tất cả đều đã kết nối sẵn hết trơn rồi. Thì khi mà các bạn lưu ý như thế này, khi mà chúng ta chuẩn bị mà kết cắt ra và để mà hàn mà nối ống cho nó dài ra đó, thì mình cần lưu ý khi mà chúng ta chuẩn bị hàn một cái đường ống, thì thường thường á, trong máy lạnh nó có hai đầu đầu rồi nhỏ lớn. Thì cái điều đặc biệt là chúng ta cần phải cắt làm sao để xo le. Ví dụ như bây giờ mình chuẩn bị lấy cái dao cắt đồng nè, chúng ta sẽ cắt ở đây một cái, nhưng mà khi là hàn ống 6 thì chúng ta phải cắt xa ra, có nghĩa là mình cố gắng làm sao ha để mà không cho hai cái mối cùng một vị trí, có nghĩa là đằng này đang ngắn ở cái đoạn đây ha, thì có ống 6 thì phải dài hơn chút xíu. Thì như thế á, thì nó mới tránh được tình trạng ví dụ so le với nhau thế này nè, nó so le với nhau cái ngắn cái dài thì mình hàn nó sẽ dễ hơn, thì nó không có bị sau này chúng ta kiểm tra nó cũng dễ luôn nha quý vị đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn. Thì khi mà hàn như vậy á, thì các bạn mình cần phải có cái dao cắt ống nha quý vị. Để mình chuẩn bị cái đường cái này để chắc chắn nè, nó đứng nó lỏng lẻo quá. Ok rồi, như thế này các bạn có thể thấy dễ dàng hơn nè đó. Thì bây giờ ở đây nè, mình sẽ cắt một cái đoạn này mình làm dấu đi, chúng ta so. Ví dụ cắt ở đây một cái đúng không đó, rồi mình cắt cái đoạn này một cái không, có nghĩa là hai cái ống này nó cách nhau một cái, mình cắt ở đây một cái nằm ở đây, thì khi đó, đó chúng ta làm thì sẽ không bị xo le. Như các bạn lưu ý nha, bây giờ á khi mà cắt á thì chúng ta tách cái cách nhiệt này ra ha, tách ra cho nó dài, càng dài càng tốt, để chi để khi mà chút tí xíu chúng ta hàn á, nó không có bị cháy cách nhiệt. Đây mình mổ cho nó dài dài vậy. Chúng ta tách ra. Còn nếu bạn nào có ý á thì mình sẽ sử dụng. Thì khi mà có ý thì chúng ta sẽ sử dụng cái băng keo quấn này lại, hoặc là sử dụng một cái nồi dẻ ướt á, mình quấn nó lại để cho cái đoạn này nó cách xa ra, nó không bị dẫn nhiệt và nó không làm cháy cái ống cách nhiệt của mình. Chúng ta sử dụng cái băng keo này ha, mình dùng cái băng keo để mà mình quấn gia cố cái đầu này lại ha. Thì khi mà hàng ấy, các bạn biết không, đi ngoài công trình á, chúng ta gặp cái trường hợp này rất là thường xuyên trong cái nghề điện lạnh này. Vậy cho nên á, bộ gió đá mini á là cái dụng cụ gần như là dùng rất là thường xuyên trong cái nghề điện lạnh này ha. Nó không những là chỉ là đi hàng như thế này thôi, mà nó còn phải dùng để sửa chữa những cái lúc mà tủ lạnh á, chúng ta dùng cho nó. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ lên, bây giờ chúng ta sẽ cắt ở đây, thì chúng ta tạo tư thế làm sao cũng về làm cho nó dễ chút xíu nha quý vị. Ví dụ mình cắt ở chỗ này đi đó, đó làm cho nó dễ xíu ha. Rồi cái ống này mình phải cắt xa hơn chút xíu, chúng ta sử dụng một cái dụng cụ nữa là dụng cụ nong ống, để khi mà chúng ta đưa vô thì nó không ấy ha, nó dễ làm hơn. Ví dụ đây, đây mình cắt đoạn này, thì khi đó cái ống sáo này mình phải cắt nó xa hơn hoặc là ngắn hơn, thì theo mình các bạn nên cắt xa hơn, cắt đâu đây nè, thì hai cái đoạn mối này nó cách xa nhau thì nó so le, nó sẽ giúp cho mình thao tác công việc nó dễ dàng hơn. Rồi mình cắt đây, cái đoạn nào cũng được thôi, cắt cái chỗ nào vừa thôi. Rồi khi mà mình cắt, nó cắt như vậy rồi nè ha, thì cái ống nó nằm như vậy. Chút xíu chúng ta sẽ dùng hai cái ống còn lại mình nối cho nó dài ra hả, mình sẽ tượng trưng các bạn xem. Thì bây giờ cái này á, ví cái này nè, bạn nhìn thấy nè, bây giờ nó không có vô được phải không, thì chúng ta cần phải tạo một cái rãnh
một cái rãnh lớn lớn để mà nhét cái đầu ốc nó vô, bằng cách là mình sẽ dùng một cái dụng cụ. Dụng cụ này gọi là dụng cụ nong ống nha quý vị nha. Đây, và đây là dụng cụ nong ống nè, cho các bạn xem coi. Đó, thì chúng ta nong như thế này. Ở đây có hai đầu, đầu ở đây đầu nhỏ nè, dùng ống 6 nè, ống 6 kéo dài tới ống 8, ống 10 luôn. Còn đây ống lớn hơn, ống 12 và ống 16, 19 là nó. Bây giờ chúng ta sẽ nong ống 6 trước ha, cái đầu này đây. Thì trước tiên nong chúng ta dùng kim nhọn mình ngoái sơ cái lỗ ống 6 này một cái. Dạ, mình ngoái sơ nó một cái. Kể cả cống 10 thì cũng ngoái sơ nó một cái luôn để chúng ta đưa cái đầu nong cho thuận tiện hơn. Có một số anh em ngoài công trình á, họ không có sử dụng cái này. Họ sử dụng kìm nhọn hoặc là cái đầu nong mà cái loại mà bóp bóp như thế này nè các vị, thì cũng được thôi. Nói chung là làm sao để mà tạo được cái rãnh để mà đưa cái ống đồng phần còn lại của nó vô để mà hàng, để cho nó kín cái mối hàng. Ví dụ mình đưa như này nè, đó chúng ta đưa vô ha. Mình ngoái nó bằng cách mình bóp như thế này nè các bạn. Mình bóp 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 như nè, bắt đầu xoay nó thì nó sẽ tạo thành một cái rãnh chút xíu, chúng ta sẽ đưa cái ống còn lại vô nó dễ dàng hơn. Đó, mình làm thế này ha. Đó, mình cố gắng mình bóp tạo một cái rãnh nha. Thì trong cái trường hợp này á, tất cả những cái ống nào mà các bạn thấy mà nó hơi mỏng á, có nghĩa là lâu ngày quá, các bạn cũng làm chịu khó nương tay xíu, chứ chúng ta đừng có bóp quá cỡ nó gây nên cái tình trạng là tét cái ống, mà không phải tét ở phần trên mà nó tét phần dưới, khi đó chúng ta không phát hiện mình hàng không kỹ á, nó sẽ dẫn đến tình trạng mà hở rồi bắt đầu nó xì ra các kiểu, rồi nó sẽ gây cái tình trạng là nguy hiểm hơn nữa. Rồi chúng ta thử nha. Bây giờ mình đã tạo xong cái rãnh rồi nè, mình thử ra. Đây các bạn thấy không? Đây. Đó, mình đã tạo xong cái rãnh nè. Cái rãnh này bỏ vô đây rất là ngon. Thì nếu mà nó rộng quá thì chúng ta dùng cái kìm nhọn chúng ta bóp bóp sơ lại một cái. Đây, mình đang tạo ra. Bây giờ mình tạo cho nó sâu xuống thôi chứ không có rộng nữa, sâu xuống để chi? Để cho cái ống này đi vô nó ăn nó chặt hơn. Mình cầm mình bóp nó, mình xoay vòng nó. Xoay là nó ok liền. Rồi. Để thử thằng này cái coi. À, trước khi làm cái này á, các bạn lưu ý nha, ở đây nó có tem sét nè. Chúng ta cạo những cái lớp oxy hóa bên ngoài để làm chi? Để khi mà chúng ta hàng á, cái bạc hàng nó sẽ ăn sát vô trong cái ống đồng và nó chặt cái mối hàng hơn. À, chúng ta phải cạo hết cái lớp oxy hóa nha. Lớp lâu ngày nước nó bám để làm cho ống đồng bị ten nè, mình phải tạo nó ten rồi đi. Đó, bắt đầu chúng ta đưa vô. Đây, mình đưa vô ha. Thì nếu trong cái vị thế nào nó khó chúng ta làm hai người, còn không thì mình làm một mình cũng không sao. Đây, mình bóp lại. Nếu mà cái này nó chưa chắc nè. Đấy, khi mà mình vô nó dễ chúng ta bóp được, chịu khó bóp một xíu. Bóp cực ống nó cứng lại cái ha. Bởi vì mình đã tạo cái mối nối rồi, mình đã tạo cái miệng nó rồi, mình không có sợ. Để cho nó dễ dàng hơn, tại đây mình vừa quay video mà vừa làm có một mình nè, cho nên là hơi khó. Đây quý vị ha. Đấy, mình gia cố cho nó cứng rồi đó. Thì chút xíu chúng ta hàn lại thôi. Rồi, tiếp theo mình làm cái ống còn lại nha. Thì cũng y chang thế thôi, mình làm cho nó ra một cái rãnh rồi bắt đầu mình đưa cái này vô, chúng ta cột lại lại. Để thôi nó tuột. Đây. Mình cứ ngoái thế này nè quý vị. Đó. Ngoái sao mà nó tạo thành cái hình cái rãnh để mình đút cái ống 10 vô. Đảo ngược là cái ống này xíu. Đấy, đây. Đây cái ống 10 nằm đây. Đó. Để cho nó tạo thành một cái rãnh. Thì đó chúng ta đưa vô rất là ok. Đây. Là cái ống này đây. Mình đưa thử nha. Chưa được. Còn hơi nhỏ, chúng ta sẽ tạo thêm một xíu. Đây vừa luôn nè. Vừa nè. Các bạn thấy khít không? Rất là khít luôn. Chắc luôn rồi đó. Đó, rất là ngon. Thì mình phải tạo cạo cái lớp oxy bên ngoài cái đi cho nó chắc cú, là mình hàn nó vô rất là ngon. Đây, chúng ta bắt đầu tiến hành hàn. Thì hàn gió đá này cũng không có gì mà khó đâu. Nếu mà các bạn nào là sinh viên mà có thực hành thực tập ở trong trường thì vài lần sẽ quen, nhưng mà đối với các bạn mới thì khi chúng ta làm chúng ta cần phải có những cái thao tác chuẩn bị ha. Thì làm riết là từ từ cái gì cũng sẽ quen. Mình
thao tác đâu đó cho nó ngon lành. Ví dụ bây giờ nha, giờ mình sẽ đưa vào đây trước, đưa vào đây này, cái chỗ này để cho nó cứng gáp chỗ này lại nó ha, mình gá cho đỡ đi, gá đây để mình hàn cho nó không có bị rớt rồi. À là ngon lành à, rồi phải cho nó ngon rồi. Cái này cũng vậy luôn các bạn, để ý nha, hai cái mối hàn này nó so le với nhau à, mình làm cho nó nằm ở đây luôn đó, bẻ nó vô để tạo cái thế. Rồi sau đó chúng ta sử dụng một cái bạc hàn, cái que hàn ra gió mở chuẩn bị hết. Thì khi các bạn hàn, các bạn chịu khó nha, chúng ta mở cái ga này trước nè, này là bên ga, nó để chữ ga đây quý vị, cho đây nó chữ ga, anh để chữ oxy là từ gió, còn này chữ ga đốt. Bây giờ mình mở ra trước, mình lấy cái tay mình đưa thử nè các bạn, lấy cái tay để rờ rờ nè, cảm thấy nó mát mát, có nghĩa là ga nó đang ra đó, nó đang ra đó. Bây giờ mình thử nha, đây bớt lại xíu đó, thì bắt đầu chúng ta mở gió ra, tắt rồi, nằm lại đây, nó khè như thế này là ok. Và bắt đầu chúng ta hàn, thì khi hàn các bạn lưu ý chúng ta cần chuẩn bị một cái que hàn, gọi là que hàn bạc ha. Thì chúng ta tạo một cái thế như thế này nè, chúng ta làm ở đây một cái đoạn đầu của nó, một cái phần đầu khoảng chừng đó là một phân hai phân đấy, dạ một phân thôi đó, mình bẻ cong ở lại để mình móc ở dưới, mình móc lên. Thì bây giờ chúng ta sẽ hàn trước cái ống sáo ha, à ống sáo, mình cho đợi cái ống đồng nó đỏ lên chúng ta mới đưa bạc hàn vô. Đấy, cố gắng hàng vừa vừa thôi, đừng quá nhiều, quá nhiều nó gây cái hiện tượng nghẹt. Đấy, chúng ta đưa cái lửa không nhất thiết phải đưa sâu vô để nó chảy rất là nhiều ha. Rồi tới cái ống 10 thì chút xíu chúng ta sẽ kiểm tra lại. Rồi đợi cho cái này nó đỏ lên, cái ống đồng nó đỏ lên, thì chúng ta cố ý lưu ý nè, mình đưa tới này thôi, đừng có đưa nhân sát vô nó lủng ống đồng hết mà kéo ra xa vậy nè, chút xíu khoảng chừng vài giây sau là nó sẽ đỏ lên. Đấy, là bắt đầu nó đỏ nè, thì chúng ta chét bạc vô. Đây bạc vô. Đó, ngon lành liền. Rồi xong tiếp tục. Rồi tiếp nữa. Sau đó chúng ta kiểm tra lại nha quý vị, kiểm tra lại coi cái món hàng mình nó chắc chưa, nó ngon lành chưa nha. Rồi, cho nó ok cái, chúng ta tắt. Tắt thì chúng ta tắt cái ga này trước nè, cái tắt cái ga này trước, cái ga nằm đây là chúng ta tắt trước. Rồi tắt rồi nè, không giờ tắt khoai để cái gió xả mạnh ra, để chi, để làm nguội cái mối hàn của mình đó. Rồi chúng ta nếu mà kỹ thì chúng ta sẽ dùng cái khăn ướt, một cái nồi vẽ nhúng nước ướt để chúng ta lau cho nó nguội bớt, rồi sau đó mới là quấn cách nhiệt lại, xi lại nha quý vị. Thì đó là tất cả những cái cách thức, cái quá trình mà chúng ta tiến hành nong ra rồi mình hàn lại. Thì cái điều đặc biệt chúng ta cần phải có là bộ gió đá mini đây. Rồi ok, mình khóa lại. Rồi bây giờ chúng ta phải chịu khó lấy cái hàn ướt, mình chụp nó lại cho nó nguội bớt, rồi sau đó chúng ta mới kéo cách nhiệt lại và quấn xi. Rồi nếu mà có dây điện ở đây, rồi bây giờ chúng ta lấy khăn ướt, chúng ta lau cho nó làm nguội cái mối hàn chúng ta lại, và sau đó kiểm tra bằng mắt để coi nó kín chưa nha. Đó, bây giờ chúng ta kiểm tra lại coi cái mối hàn này nó kín chưa nha quý vị, chứ không thể là mình tự tin là mình hàn cái vậy là xong đâu. Phải coi dưới nè, coi mối hàn này dưới ok chưa. À có gì ở dưới là ok nè, cái phần này cũng ok luôn. Giờ này chúng ta tiến hành đưa xi về chỗ cũ được rồi đó nha. Mình xem, mình cắt bỏ ra đi, sau đó đưa cái này về đây, rồi chúng ta lấy tiến hành xi quấn lại. Thì các bạn có một lưu ý về một cái kinh nghiệm trong nghề thôi, thì khi đó chúng ta xác định ở đây là cái mối hàn, ở đây cũng là mối hàn, thì chúng ta dùng cái băng keo để làm dấu, dùng một đoạn này để chúng ta làm dấu. Thì khi đó đó, khi mà chúng ta lắp đặt xong rồi mà lâu ngày nó có cái hiện tượng mà nó mất ga đó, thì chúng ta cũng biết được cái vị trí này chúng ta đã từng hàn, và chúng ta nhìn vào cái dấu hiệu băng keo đó, thì cho mình biết được để khỏi phải mất thời gian đi mò tìm nó lâu nha. Đây là đó, giờ mình luồn nó lại ha, luồn cho nó gọn gàng lại tất cả cái nha, bó cho nó gọn lại đi, để gì cố gắng làm sao đừng để cho cái ống đồng nó tiếp xúc với không khí, nó sẽ gây nên cái hiện tượng là bị đông, bị đớm nước. Đây đây vậy, ôm vô nó gọn gàng lại ha. Cái nào mà nghi ngờ là phải làm. Và đây là cái bó, cái chỗ này nè là cái giới hạn của cái khoảng mà chúng ta đã hàn,
thì khi mà chúng ta sau này lỡ như cái máy nó có hiện tượng về mất ga đó, thì chúng ta cũng có thể biết được nó nằm ở vị trí nào mà chúng ta nghi ngờ cái nguyên nhân nó chúng ta làm ha. Rồi đại khái là vậy, thì khi đó chúng ta sẽ bó xi chỗ này là xong. Đây chúng ta sẽ bó xi lại, và coi như đây chúng ta đã xong một cái công đoạn là hàn nối ống ở trên cái hiện trường luôn. Thì nó chỉ đơn giản thế thôi chứ không gì khó, nhưng mà cái điều quan trọng á, các bạn khi mà làm á, chúng ta thực hành thao tác cái việc hàn làm sao mà cho nó tay chân cho nó thuận lợi xíu, cho nó nhanh nhẹn chút xíu, không đâu đó cho nó gọn gàng xíu. Thì đây xì thì bắt đầu chúng ta sẽ quấn là hết, quấn hết từ trong tới đây luôn ha. Đây cái đoạn này tôi quấn, mình quấn luôn. Thì cái này sau này chắc là mình sẽ làm cái đoạn về cái đầu là từ từ nghiêng về cái lý thuyết để hướng dẫn các bạn ở trên máy tính á, là hiểu được cái vấn đề ga, rồi cái vấn đề máy hoạt động sao. Thật sự bây giờ thực hành là chỉ có bao nhiêu đây thôi, giờ mai mốt mới ra công trình á, thì mình có dịp mình mới quay cho các bạn coi video được nha quý vị. Thì hôm kia là đi ra công trình để mà quay, mà cuối cùng là cái công trình nó hoãn lại, cũng như là chờ bên chủ đầu tư á, người ta duyệt gì đó, người ta thay đổi một số cái ý tưởng, cho nên là không có làm được. Ok ha, bây giờ chúng ta sẽ lấy băng keo gia cố lại là xong. Đây, chúng ta coi như đã thực hiện xong cái công việc là hàn nối ống. Đó quý vị ha, thì chúng ta sẽ khóa gió đá, khóa ga, đem dẹp như là xong. Và dẹp lại vị trí tất cả các cái là y như cũ. Rồi, coi như là cái công đoạn ngày hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn là kia bằng cái công việc, cái chủ đề là cách hàn nối ống. Để chúng ta có hình dung được cái hàn nối là như thế nào. Thì nó cũng sử dụng việc giống như cái công việc đơn giản là sử dụng cái bộ gió đá mini để chúng ta dễ dàng vận chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, và nó rất là cái bằng ưa dùng trong cái việc mà sử dụng cho công trình khi mà ống nó bị gãy hoặc là cần phải nối ống dài ra thêm. Thì đó là những gì mà những người thợ mà thường hay làm ha quý vị ha. Ok, thì coi như là cái chủ đề ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn cái cách mà chia sẻ các bạn cái cách và cái người thợ người ta hàn ống như thế nào. Thì sử dụng một cái dụng cụ là như thế này. Cái dụng cụ này là cái dụng cụ nong ống hả? Thì nó sử dụng là lúc về ống 6 thì đầu bên đây, ống 10 thì lúc đầu dụng này, mà sau đó dụng này là ok. Thì mình làm sao để mình tạo được một cái phi để đưa hai cái ống cùng cái kích cỡ vào nhau, nó tạo thành một cái phi tròn tròn, để chúng ta đưa vào hàng như vậy thì nó sẽ cái mối hàng nó sẽ chắc hơn, nó bền hơn. Rồi, xin được cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều đã dành thời gian để xem cái video này. Hãy nhớ like, share cũng như là bấm vào cái chuông để đăng ký những cái video mới nhất của mình nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Xin chào.